Chào các bạn đã đến với lớp dạy nghề sửa chữa máy men Long Tuyển. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách sổ chỉ của máy vắt sổ bốn chỉ. Thì máy vắt sổ bốn chỉ thì nó có bốn cái đĩa. Đây, bốn cái đĩa này, 1 2 3 4. Thì bây giờ chúng ta khi lắp chỉ vào là chúng ta sẽ phải căn cái đường cái ống hướng dẫn chỉ trên này và cái đĩa chỉ này làm sao cho thành một đường thẳng, và chúng ta sổ chỉ nhớ cái ống chỉ này và cái lỗ chỉ trên này là cũng lỗ sỏi chỉ trên này là cũng phải thật thẳng nhau, kể cả bốn cái này, bốn ống. Và chúng ta sẽ nắm được mấy cái nguyên lý như thế này thì chúng ta sẽ sỏi chỉ rất dễ. Nhất đó là chúng ta nắm nguyên lý này, đây là chỉ có móc dưới này, cái ngoài cùng chúng ta sẽ bắt đầu từ ngoài cùng trở vào này, chỉ móc dưới này, chỉ móc trên này, chỉ kim trong, chỉ kim ngoài. Thì bốn ống chỉ này nó sẽ tương xứng với bốn cái đồng tiền kẹp chỉ của máy ở bên dưới đây. Đây thì nó sẽ tương xứng với bốn ống chỉ này, bốn cái đồng tiền kẹp chỉ này. Thì đây là đồng tiền kẹp chỉ của móc dưới và đây là đồng tiền kẹp chỉ của móc trên. Cái này là đồng tiền kẹp chỉ của móc trong, kim trong, và cái này đồng tiền kẹp chỉ của kim ngoài. Vậy bốn ống chỉ đó trên cái đĩa, bốn ống chỉ trên giá chỉ đó sẽ tương xứng với bốn cái đồng tiền kẹp chỉ này. Đấy, chúng ta sẽ nhớ được cái ống chỉ nào là của móc dưới, ống chỉ nào móc trên, ống chỉ nào của kim trong, ống chỉ nào của kim ngoài thì chúng ta rất dễ sỏ. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách sỏ chỉ thứ tự lần lượt từ móc dưới đến móc trên, kim trong, kim ngoài. Thì ở đây thông thường là máy mới, khi máy mới là chúng ta mở ra là trên cái nắp này là nó cũng có sơ đồ. Đây, nó có sơ đồ như thế này. Đấy, máy mới thường thường nó có sơ đồ thì chúng ta cứ coi sơ đồ này chúng ta cũng thể hiểu và chúng ta sỏ được. Có một số máy mất rồi thì cái máy này nó rất thông dụng. Thì ở phần trên ống chỉ, ở trên giá chỉ thì mình không hướng dẫn nữa, về phần đó đơn giản rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ này sỏ chỉ lần lượt. Đây, chúng ta sẽ quy tắc này, chỉ móc dưới này, móc chê, chỉ móc đồng tiền kẹp chỉ móc dưới này, đồng tiền kẹp chỉ móc trên này, đồng tiền kẹp chỉ kim trong, đồng tiền kẹp chỉ kim ngoài. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành sỏ chỉ của móc dưới trước. Ở đây mình sẽ sỏ đây lần lượt từ bên phải qua trái, từ ngoài cùng, từ phải qua trái. Đấy, chúng ta sẽ sỏ lần lượt như thế này. Các bạn coi cho kỹ. Đó. Mình sỏ rất từ từ để cho các bạn nhìn. Được chưa? Đây. Sỏ qua mấy cái lỗ này. Ở đây xuống dưới này chúng ta để ý dưới này nhé. Chúng ta để ý dưới này này. Dưới này nó có hai cần gạt. Đấy, hai cần gạt ngang đây. Thì bây giờ này chúng ta có hai đường hướng dẫn chỉ ngang này, chúng ta sẽ sỏ hướng dẫn chỉ ngang bên dưới đây. Đó, chỉ móc. Đó. Nếu chúng ta sỏ móc dưới thì cứ sỏ lỗ ngoài chúng ta sỏ. Đây, đến đây có hai cái chúng ta sỏ lỗ ngoài. Cái này. Dưới này cũng vậy, đây nó có hai cái, 1 2. Đấy, thì chúng ta sỏ lỗ ngoài này. Rồi sang bên này nó có 1 2 thì chúng ta sẽ sỏ lỗ ngoài bên này. Rồi. Rồi đến đây mình sẽ tháo cái mặt nguyệt ra, mình sỏ chỉ dưới cho nó dễ rồi chỉ cho các bạn. Ở đây. Ở móc dưới thì đây nó có một cái lỗ đây. Từ bên này sang bên này thì chúng ta sẽ sỏ thứ tự từ bên ngoài này trở vào bên trong. Rồi chúng ta quay móc nghiêng hết về phía bên trái này.
Nhưng hết về phía bên trái thì chúng ta đừng có xỏ là bên phải mình qua, mà mình sẽ xỏ ngược từ bên phía đằng sau trở lại. Rồi. Đến đây thì chúng ta xỏ sao cũng được, nhớ là đừng để cho nó quấn chỉ móc vào đây. Móc chúng ta đừng để nó quấn, phải để cho nó nằm thật ngay ngắn. Rồi, vậy là chúng ta xong một chỉ móc dưới. Giờ chúng ta tiến hành xỏ chỉ móc trên. Đây, chỉ móc trên là cái đồng tiền thứ hai ở ngoài vào, từ bên phải vào. Rồi. Bạn quan sát cho kỹ từng bước một. Rồi xuống bên dưới. Xuống đây là tất cả những cái chỉ có móc trên là những cái lỗ của bên trong. Những cái lỗ còn lại bên trong này, những cái đường hướng dẫn chỉ còn lại bên trong này. Đó. À, đến đây này. Có một số máy á, thì nó khác biệt ở cái điểm này là nó sẽ không có cây này. Một số máy không có cây này. Thì đến đây chúng ta có thể xỏ ngang qua bên này luôn. À, từ đây chúng ta xỏ ngang sang bên này luôn. Nhưng mà máy này và một số đời máy nó có cái cây này thì chúng ta có cái đường hướng dẫn chỉ ở giữa này, chúng ta xỏ lên đây. Đó. Xong rồi chúng ta mới xỏ sang bên này. Rồi, lên lỗ đây. Rồi chúng ta quay ra móc. Trên là luôn dưới. Đây này, cái móc trên này này. Thì chúng ta sẽ xỏ ngược từ dưới trở lên. Đây, nó có cái lỗ ở đuôi móc đi lên này. Chúng ta xỏ ngược từ lỗ đuôi móc đi lên này. Đó. Thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ xỏ đây bên này trải qua. Đấy là như vậy là chúng ta đã xỏ xong phần chỉ móc. Giờ chúng ta tiến hành xỏ chỉ kim. Chúng ta sẽ xỏ từ kim trong trở ra. Kim trong thì đây là cái đồng tiền thứ ba. Từ bên phải qua. Rồi lên đây. Lên đây lưu ý này. Đây trên này nó có hai cái lỗ này. Trên cái đường là hướng dẫn chỉ này nó có hai lỗ, lỗ trên lỗ dưới thì cái xỏ chỉ của cây kim trong người ta sẽ xỏ lỗ dưới.
Rồi sang bên cái cò đánh chỉ này cũng vậy, chúng ta cũng xẻ sỏ lỗ dưới. Đây nó có hai lỗ. Đây, trên cái cò này, trên này chúng ta cũng có hai lỗ này, sỏ lên. Sỏ dưới đây. Đây, cò đánh chỉ này. Cò đánh chỉ đây, trên cò đánh chỉ này nó có hai cái rãnh này. Đấy, có hai cái rãnh. Rãnh giữa này. Đấy, và trên này. Thì cái đường chỉ kim trong ta sẽ xỏ rãnh giữa đây. Đấy, ta sẽ xỏ vào rãnh giữa này. Và sang lỗ bên này, lỗ dưới bên ngoài này. Rồi, ta xỏ vào rãnh giữa. Rồi. Tiếp theo ta xỏ vào lỗ dưới cái hướng dẫn chỉ bên ngoài. Rồi ra đến mặt ngoài này đây. Thì ta sẽ xỏ vào lỗ trong. Bởi vì nó thẳng với kim trong. Và đến đây chúng ta có kẹp chỉ này, nếu mà không có kẹp chỉ thì chúng ta chạy thẳng dưới luôn, nó kéo kẹp chỉ chúng ta sẽ đưa vào kẹp chỉ đó. Rồi, vậy là chúng ta đi vào kim trong là xong rồi đó. Rồi, chúng ta đây sẽ đi vào kim trong đây. Rồi là chúng ta xong kỹ kim trong, bây giờ chúng ta tiến hành xỏ chỉ kim ngoài này. Rồi xỏ chỉ kim ngoài thì còn cái đồng tiền còn lại ở ngoài cùng bên trái là đồng tiền thứ tư. Đây là chúng ta sẽ xỏ tới đây. Còn lỗ trên này. Còn trên này còn lỗ còn lại ở trên này chúng ta xỏ nốt vào đây. Bên này cũng vậy. Đây lên trên này. Đó. Chúng ta xỏ chỉ kim trên đây. Rồi, phần này là chúng ta sẽ xỏ nốt phần còn lại, lỗ ngoài cùng. Xuống chỉ cả kim ngoài nữa là xong rồi đó. Rồi. Ở đây đây kẹp chỉ này, đây có kẹp chỉ, chúng ta cho kẹp chỉ bên ngoài này. Đây chúng ta xỏ lên là xong. Đây, vậy là chúng ta xỏ như vậy là đã xong rồi đó.
Nhưng thực ra là chúng ta là cái bài sửa chỉ chúng ta là rất đơn giản, không có khó. Nhưng chúng ta chịu để ý một xíu và chúng ta nắm vững được nguyên tắc của nó thì chúng ta sửa rất dễ. Bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.